Chào các bạn, hôm mình là Mai Quy. Hiện tại mình đang quay một cái lá lan. Các bạn thấy có gì đặc biệt không ạ? Đó là có những cái bệt trắng rất là nhiều trên lá đây. Rất là khó lau nha các bạn. Có thể tưới này, có thể là 3 tháng sau nó vẫn cứ trắng trắng bệt bệt gì các bạn. Thì cái sản phẩm này là tưới cái gì, cây này tưới cái gì mà có bệt trắng thì cũng khá là nhiều các bạn lan mới chơi lan thôi mới bị vấn đề này. Các bạn chơi lâu thì biết rằng đó là thuốc nấm bệnh mà dạng giống như là dạng bao phủ á, tiếp xúc bên ngoài á, nó làm nên những cái bệt trắng này. Đó là những hoạt chất như là mancozeb, thì đây là những cái hoạt chất trong cái rổ này, chút nữa mình sẽ nói sau. Vì chúng ta tưới những cái thuốc này vô, nó sẽ tạo ra một cái lớp áo để nó bảo vệ cho cái lá cây, nên thành ra là cây nó sẽ được bảo vệ ở bên ngoài. Thì cái lớp trắng này là nó rất là bền, nó có độ bám dính cực cao, như nãy Mai Quy nói là có thể 3 tháng nó vẫn không bay. Nên thành ra chúng ta tưới cái này chúng ta cũng nên canh, ví dụ như chúng ta thu hoạch hay là gì đó mà chúng ta tưới cái này nhiều quá là nhìn nó xấu, thẩm mỹ nó xấu, hay là chúng ta canh cái mùa Tết. Ví dụ như trước Tết 3 tháng thì cây nó cũng không có bệnh nhiều, thì khoảng 2 tháng thôi là chúng ta đã ngưng, đừng có tưới cái này nữa, để chúng ta lúc thu hoạch thì nó có được cái lá nó đẹp. Có một lần Tết mình nhập hồ điệp từ một vườn trồng lớn, nhưng mà họ tưới cái này đậm lắm các bạn, nên cái bộ lá nó rất là xấu, nên lúc cắm chậu hồ điệp không có đẹp. Xin chào các bạn, hiện tại bây giờ có thể nói là rất là nhiều nơi bán phân mà một dạng là bán phân nhái, phân giả hay là sao chép. Vấn đề đó rất là nhức nhối, và những khách hàng gọi cho Mai Quy đều nói ô tại sao lại có những cái đơn vị bán phân mà giống như nhau như vậy. Thì bên công ty Mai Quy mình với kinh nghiệm 10 năm xin cam kết các bạn là sản phẩm bên công ty mình đảm bảo chất lượng, uy tín, không có hàng giả, không hàng nhái. Nếu các bạn có phát hiện bên công ty mình bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bên công ty mình sẵn sàng 1 đến 10 cho chúng ta, để chúng ta yên tâm hoàn toàn khi sử dụng bên sản phẩm của công ty Mai Quy mình. Và tất cả những cái thông tin liên lạc đều có trên hai cái website chính của bên công ty mình, đó là siêu thị Hoa Lan.com, kho nông nghiệp.com, và số điện thoại đi theo cái hai trang web đó để các bạn hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm bên mình. Chúc các bạn có những giò lan đẹp, chúc bạn có những vườn đẹp, chúc các bạn có những cây ra rất là nhiều hoa và mua được sản phẩm đúng. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Thì mấy năm nay thì mình thấy những vườn hồ điệp có cải tiến là không có tưới này nữa, nên lá hồ điệp sẽ đẹp hơn hẳn. Thì những hoạt chất mà mancozeb mà Mai Quy nãy nói thì nó là sẽ làm ra điều này. Thì chúng ta tưới cho lan á, thì cái cây nó cũng không có to, nên chúng ta có thể tưới cái liều thấp nhất trong cái gói mancozeb này. Ví dụ như chúng ta đây, những cái gói này là chúng ta tưới cái liều thấp nhất các bạn. Trong những cái liều này chúng ta pha liều thấp nhất cho mình, thậm chí giảm hơn một chút cũng được, không sao các bạn. Vì là chúng ta cây lan nó nhỏ lắm, nó không có to như là cây thuốc lá, cây chè, cây cà phê này kia đâu. Chúng ta lấy cái liều thấp nhất cho Mai Quy. Nếu được thì chúng ta nên tưới cái liều 2g một lít nước, là tất cả cái này đều chịu hết các bạn. 2g một lít nước nha các bạn. Liều nhẹ thôi, tưới vô nó sẽ có cái bệt trắng nó ít thôi, nó không có nhiều. Như vườn Mai Quy tưới nó rất là nhẹ nè, gần như chúng ta không thấy luôn. Và cây cũng rất là khỏe mạnh chứ không có vấn đề gì hết. Các bạn yên tâm điều đó ha. Thì gồm có những sản phẩm sau: Diginomingon là một sản phẩm tưới lên nó cũng gây bệt trắng. Anchacon áo giáp kẽm, nó tạo một cái áo giáp cũng có bệt trắng. Dithan M45 với hoạt chất mancozeb cũng tạo ra điều đó. Mancozeb cũng tạo ra điều đó. Và có cái gói là bột qua than và bột qua than, tức là có cái chữ than cuối đó, nó có hai loại thì đều tạo ra cái áo giáp trắng bên ngoài như vậy. Thì Mai Quy phân tích lại cái hoạt chất mancozeb, nó là hoạt chất mà trị bệnh phổ rộng, theo tài liệu là trị được tới 400 loại nấm bệnh. Vì vậy nên nó tạo ra một cái lớp bên ngoài để ngăn ngừa vi khuẩn nấm bệnh.
khoảng 400 loại thì chúng ta thấy là rất là tuyệt vời, đúng không bạn? Nên những sản phẩm này từ nãy giờ Mai Quy gửi cho các bạn xem thì đều có được như vậy, thì chúng ta thôi mình lúc trước bữa mình có làm một cái video phân tích từng cái sản phẩm này, thì các bạn coi lại dùm Mai Quy ha. Nhưng mà Mai Quy hôm nay nói chỉ là cái bệt trắng này thôi chứ không phải nói về phân thuốc đó. Thì những sản phẩm này thì có nhiều sản phẩm là rất là nổi tiếng, xài trong thời gian có thể là 10 năm vừa qua luôn chứ không phải là đơn giản đâu các bạn. Thì có dịp Mai Quy sẽ giới thiệu cái Domingon này rất là hay, và chúng ta sẽ tưới cái những cái thuốc này cũng rất là hay luôn. Bữa có video giới thiệu các bạn ha. Thì những sản phẩm này cũng đều đang bán trên web kho-nông-nghiệp.com và siêu thị Hoa Lan.com. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin cảm ơn và xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình, và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.